Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Với mọi người một cái căn nhà rất là đẹp, rất là rộng, mặt ngõ, vị trí là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Với cái thông số nhà là mặt tiền là 4,5m và được xây dựng và thiết kế là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà là 2,5m mọi người nhé. Đây này, cách đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 30m thôi. Hiện tại em Ánh đang đứng trước cái vị trí của cái căn nhà đó đây mọi người nhá. Cái diện tích của căn nhà là 35m² và lô này nó là lô góc rất là thoáng hai bên. Xin mời mọi người hướng vào phía mặt tiền của ngôi nhà dùm em. Mặt tiền của ngôi nhà là được ốp gạch 60-60 màu vân nâu, đá rất là đẹp. Bên ngoài, phía ngoài cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện. Cửa bên ngoài là màu hơi màu ghi mọi người nhé. Và bên trong là cửa kính cường lực. Đây ạ. Đấy, cửa kính cường lực. Đó. Mời mọi người hướng vào phía trong cái căn, phía bên trong ngôi nhà cùng em. Với cái diện tích là 35m², được xây dựng là 4 tầng, thiết kế rất là hợp lý mọi người nhé. Khu vực hiện tại em Ánh đang đứng là khu vực để xe của toàn bộ ngôi nhà này mọi người ạ. Đấy, đây chính là khu vực để xe. Mọi người nhìn thấy không? Toàn bộ là cái chỗ khu vực cầu thang này được ngăn cách bằng những cái lớp đá, những cái đá ốp đá rất là đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led, sơn, thiết bị vệ sinh và gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong hết 100% rồi. Với cái vị trí của ngôi nhà này, cái giá bán là 1.540.000.000 mọi người nhá. Thì mọi người, cái căn này là chỉ việc xách vali về và ở thôi. Xin mời mọi người hướng vào cái phía căn phòng bếp cùng em. Đây chính là cái phía căn phòng bếp mọi người ạ. Rất là rộng. Mặt hậu của ngôi nhà cũng là 4,5m mọi người nhé. Về cái nhà này chiều rộng vô cùng rộng luôn. Đây chính là cái phía phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người nhé. Tủ bếp được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Đây chính là phần úp bát, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nhé. Được, mặt bếp được là ốp đá Bình Định này, đá đen Bình Định mọi người này. Đấy, đầy đủ về bộ chậu rửa bát cũng như là vòi rửa rồi mọi người nhé. Đây, hệ thống nước đã được hoàn thiện xong hết rồi. Hệ thống điện nước đã được hoàn thiện xong hết rồi. Và nước thì là nước sạch quận Hà Đông mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể ngắm qua, đứng từ vị trí bếp mà ngắm ra cái phía bên ngoài cửa chính thì rất là rộng. Phía dưới tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh phụ mọi người nhé. Nhà vệ sinh này đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa thoát sàn. Và ở tầng 1 là được ốp hết đá lên tới lên trên trận trần này mọi người nhé. Ốp gạch mọi người ạ, chống thấm rất ổn. 35m², thiết kế cầu thang giữa mọi người ơi. Thế thì thử xem nào, trên tầng 2 được thiết kế như thế nào nhá. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em. Tay vịn cầu thang của trụ cầu thang đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi từ tầng 1 lên tầng 4 mọi người nhá. Chất lượng rất là ok luôn. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em. Vị trí của căn nhà, xung quanh căn nhà rất là gần chợ, gần đường, gần phường, gần trạm, rất là gần các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cho các con nha. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Ngôi nhà này được thiết kế gác lửng hiện đại. Theo cái xu hướng hiện đại của vợ chồng trẻ thì thường thường dưới tầng 1 ý, không để phòng khách nữa mà để trên tầng 2 này, phòng khách gác lửng rất là sạch sẽ, tách biệt với lại cái tầng 1, tách biệt với khu bếp. Trên cái đây, ở trên cái tầng lửng này là được thiết kế vách CNC hoa văn rất là nhã nhặn. Đó, ở dưới này thì là có một cái tủ nho nhỏ xinh xinh để có thể để được những cái đồ vặt vào đấy, không bị bừa bộn mọi người nhé.
phía tầng 2 có, à đây, đặc biệt là đấy, vì là lô góc mọi người ạ, cho nên có cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất thoáng. Đây chính là vị trí phòng khách mọi người nhé. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sắt sơn, lớp ngoài là cửa nhôm Việt Pháp đây này, và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Phía tầng 2 là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 2 đây ạ. Xin giới thiệu với mọi người đầy đủ thiết bị vệ sinh, gương cũng như là sen cây, bồn cầu, lavabo. Đó, đều được lát đá ốp gạch đầy đủ hết rồi. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng ngủ cùng em nhé. Đây, phòng ngủ đây, đây cũng có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Hai cửa sổ và cửa bên này nữa. Đấy. Vì căn này nó là căn mặt ngõ cho nên là cái cửa sổ bên này rất là thoáng mọi người nhé. Đây này. Đó. Cửa sổ đều được thiết kế hai lớp, đảm bảo về cái độ an toàn, an ninh. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa đầy đủ hết rồi. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này đều được là thiết kế là gỗ lim Nam Phi mọi người ạ. Đây, rất là chắc chắn luôn. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này thì là được thiết kế hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhé. Như vậy là cái ngôi nhà này là có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi. Xin mời mọi người tham quan tầng 3. Tầng 3 đây, phòng ngủ thứ hai của tầng 3 đây mọi người nhé. Đó, chính là phòng ngủ thứ hai, rất rộng. Mọi người có thể quan sát cửa thông phòng đều là bằng cửa gỗ. Ở dưới nát lên phòng ngủ gạch là gạch 50-50. Diện tích của mỗi cái phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12-13 m² mọi người nhé. Cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi kênh và cũng như là cho em được thêm một số cái kinh nghiệm khi mà em quay nhà review cho mọi người. Một số chị thì bảo là em nên đọc cái diện tích phòng ngủ. Thực tế ra thì em sẽ không ướm chuẩn được 100% mọi người nhé, em sẽ ướm chừng thôi. Thì là cũng phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12-13 m². Có thể kê đầy đủ giường, tủ, bàn phấn mọi người nhé. Đây, nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh của tầng 3 đây. Nhà vệ sinh của tầng 3 thì không sử dụng sen cây và thay thế vào đó là sử dụng sen thường. Tuy nhiên thì vẫn đầy đủ công năng để mình có thể sử dụng trong nhà vệ sinh, tắm rửa. Mời mọi người hướng sang phía phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ này cũng vậy, cũng tương tự như phòng ngủ bên kia. Diện tích cũng khoảng tầm 12-13 m² đấy mọi người ạ. Đó, đều có cửa sổ, tất cả cửa sổ hướng ra bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ đều đã được thiết kế đầy đủ ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa rồi mọi người nhé. Đó, đây, rất rộng. Vị trí của cái căn nhà này thì cách bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 3 km, cách trường đại học Phenica khoảng tầm 2 km, cách trường đại học thể dục thể thao 2 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa 2,5 km mọi người nhá. Nói chung là trong phạm vi bán kính quay đầu có rất nhiều đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh. Cách trung tâm thương mại Ion Hà Đông khoảng tầm 5 km. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng thờ, một sân phơi mọi người ạ. Đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng. Cái giá bán thì chỉ 1 tỷ 540 triệu thôi. Với cái căn nhà này thì nếu như anh chị nào mà có rơi khoảng tầm 700 triệu là có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Đây chính là phía phòng thờ mọi người nhé. Rất là rộng, đầy đủ ánh sáng ở bên ngoài vào, từ lấy từ cửa sổ đây, rất thoáng luôn. Đó,
xung quanh của cái ngôi nhà này rất là đông dân cư, hàng xóm thì rất là thân thiện. Mọi người ạ, đến em anh đến quay nhà thôi nhưng mà mọi người rất là gần gũi. Đó. Mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi của ngôi nhà thì là được lát gạch đỏ. Đó. Và ở trên thì lợp mái tôn. Ở đây là đều đã được bắn chuồng cọp hết rồi mọi người nhé. Đây chính là cửa thoát hiểm cho từng cái vị trí của cái ghế sân phơi mọi người nhé. Đây này. Sau này mọi người về thì mua cái khóa, khóa vào là xong. Đó. Cửa của cái trên phòng sân phơi là cửa sắt mọi người ơi. Đây nhá. Đó. Như thế là em Ánh đã giới thiệu gần như chi tiết về cái căn nhà này rồi. Em xin nhắc lại một lần nữa nhá. Diện tích căn nhà là 35m², thiết kế và xây dựng 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam và giá chào bán chỉ 1.540.000.000 thôi. Nhà này đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Mọi người nếu như muốn hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì là bên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình vay tới 75% cái giá trị của ngôi nhà này. Nếu như mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết, một là có thể để lại comment ở dưới cái video này, em sẽ đáp ứng và trả lời lại cho mọi người. Hai là mọi người có thể call ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em Ánh 0983.